cho anh ngắm mắt em vương mù. Ngày xưa trời đang mây cho anh nở một vùng tóc bay. Nên ta thường giận nhau, đừng giận nhau một ngày và đừng dối lừa nhau. Bao nhiêu chuyện ngày xưa càng nhắc càng nhớ sao cho vui. Bao nhiêu mùa đông mình xin chào anh em nhé. Mình xin giới thiệu đến anh em một con âm ly Zotel GA1312. Con này mình ship từ Nhật về anh em nhé, đi đường bay. Con này của mình tuyển chọn đẹp xuất sắc, zin nguyên bản, hoạt động hoàn hảo tất cả chức năng, chạy cực kỳ là hay anh em ạ, cực mượt và cực hay luôn. Con này công suất của nó là 550W, đánh 8 con sò sắt lách anh em nhá, một nguồn và hai cụ lọc cực khủng luôn. Nó có chỉnh bát này, chỉnh chép này, lau lốt này và cắt biên độ bát, cắt biên độ chép, lau phin tờ, hai phin tờ, đánh được hai cặp AB trở kháng trên loa từ 4 đến 16 ohm. Các cổng vào phone 1, phone 2, tulo, AUX1, AUX2, ngoài ra còn cổng tab 1, tab 2 nữa, rất nhiều cổng cho anh em vào chơi. Con này là điện đa cầu, điện từ 100V, 117V, 220V và 240V. Anh em thích dùng ở cầu điện nào cũng được, có cầu chuyển đổi cầu điện đằng sau anh em nhé. Và hai đồng hồ VU vẩy cực đều và cực đẹp luôn, một con âm ly vô cùng là đẳng cấp anh em ạ. Anh em có thể chơi với loa bát 40, ví dụ như là loa 43 44 MK2, tất cả các dòng JBL của bát 40 quay đầu anh em tẩn vào con này cực kỳ là hay luôn. Ngoài ra nó đánh được các loại loa châu Âu và của Nhật, rất hay anh em ạ. Giá mình đang bán là 23.500.000. Anh em nào thiện chí alo cho mình, đến với kênh của mình, cho mình xin một nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn anh em, xin chào, tạm biệt.